Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với shop đồ câu Lê Rạng. Thì hôm nay có về một số mẫu nhái thái chuyên lua lóc nha mọi người. Mấy mẫu máy thái này thì có nhái gỗ và cả nhái bằng nhựa. Thì như là 4 5 mẫu nha mọi người. Thì tất cả những cái mẫu này là có về đều có giá sẵn hết nha mọi người. Mọi người chọn mẫu nào thì liên hệ bên shop rồi mình lại sẽ gửi cho mọi người thôi. Thì giá ví dụ như con nhái nhái thái này thì clip trước rồi cũng giới thiệu rồi, thì chuyến này về tiếp cho mọi người. Giá này có để phía sau nha mọi người. Đây, ví dụ như là nhái buôn. Size của nó chiều ngang nó là 20 và chiều dài của con nhái là 60 nhầm 40 là cái loại nhái này, và cân nặng của nó là 6 gram nha mọi người. Xuất xứ thì của Thái, giá là 120 ngàn. Ok, con này thì nó có nhiều nhiều cái màu thôi mọi người. Đây, ví dụ như màu vàng này, màu da bò, màu xanh, cái mẫu là màu xanh, màu vàng, nói chung là chỉ vài màu thôi nhưng mà đó. À, đây có màu đỏ nữa mọi người. Đây, màu đỏ, tất cả là đồng giá là 120 ngàn nha mọi người. Đây, sẽ lựa nó qua một bên đi. Đó, đó là một mẫu nhái nhái Thái. Cái này cũng màu vàng luôn mọi người. Màu vàng. Tìm xem nó có màu khác không. Và màu xanh xanh đậm hơn xanh hồi nãy tí xíu nha. Nãy chúng ta có màu xanh rồi thì màu xanh thì hơi đậm hơn tí xíu. Và tất cả là giá 20 ngàn, 120 ngàn nha mọi người. 120k. Và thêm màu này nha mọi người. Đây, màu bò nhưng mà nó có hai cái màu đây. Đồng giá, nếu mọi người lấy hai con trở lên thì bạn sẽ free ship cho mọi người. Số lượng là trên hai con nha mọi người, hai con trở lên. Một con thì giá của nó là 120 ngàn, 120k. Và một mẫu khác này, nhái gỗ nha mọi người. Nhái gỗ giá 140. Thằng Kojira size của nó là 20 x 80, nặng là 8 gram nha mọi người, xuất xứ là Thái Lan luôn nha mọi người. Mẫu này thì mới về nhưng lấy ra cho người xem. Mấy mẫu này thì mẫu cũ cho nó qua một bên, mẫu này đã giới thiệu cho mọi người rồi. Có thắc mắc gì mọi người cứ comment lại phía dưới video nha mọi người. Còn có mẫu này mẫu mới. Thôi cái mẫu mới. Đây là dòng nhái gỗ nha mọi người. Cái cục này chúng ta bằng gỗ và nó sơn màu. Ok, với dòng này thì nó có vài màu nha mọi người. Đây là hai màu, màu đỏ, màu xanh. Màu xanh và này cũng là màu đỏ.
vàng đỏ xanh rồi, ba màu. Mẫu này có ba màu, màu vàng, màu xanh, màu đỏ. Và giá của loại này là 140.000 nha mọi người, và hai con trở lên vẫn là free ship cho mọi người luôn. Ok, mẫu này là mẫu Thái Baka Kurira nha mọi người. Nặng của nó là 8 gram, chiều ngang nó là 20, dài là 80, nhưng mà tính từ cái đầu lưỡi và tới cái đầu con mồi giả. Ok, hai mẫu và một mẫu return cũng là mẫu của Thái nha mọi người. Mẫu này thì giá của nó là 140.000. Mọi người đặt hàng xem cái mẫu và báo giá cho bên shop luôn á, có giá sẵn ở trong đây. Mọi người cứ nói cái tên và cái và phía sau nó có giá, mọi người tham khảo luôn. Mẫu này thì nó chỉ có một cái màu duy nhất nha mọi người. Nó chỉ có cái màu thế này thôi. Vâng, mẫu này thì nó mẫu này nó chỉ có một cái màu duy nhất thế này. Và phía trong nó cũng thiết kế là chống vướng sẵn luôn nha mọi người. Đây, cái này là cứng nha mọi người, bằng gỗ luôn nha mọi người. 140.000. Đây, nó cũng tương tự như cái dòng này thôi, nhưng mà khác kiểu, khác cái con thôi. Ok, mẫu này là giá của nó là 140.000 nha mọi người, và lấy hai con trở lên vẫn là free ship cho mọi người luôn. Mẫu gỗ của chúng ta còn một mẫu này nữa nha mọi người. Đây, mẫu chữ K. Mẫu này thì giá đắt hơn một chút xíu nha mọi người. Nó tới 9 gram và dài nó là 825, ngang là 25, dài nó là 80 cm. 80 nha mọi người, từ đây là 80. Ngang khúc rộng nhất của nó là 25. Và nặng của nó là 9 gram, xuất xứ cũng là Thái Lan nha mọi người. Giá là 160. Nháy gỗ chữ K. Và dòng gỗ chữ K này cũng chỉ có một màu, một kiểu. Đây, chỉ một kiểu thôi. Mấy cái râu nó thì râu đen, râu đỏ, râu xanh gì thì nó không có quan trọng lắm mọi người. Đây, mình sẽ tháo một mẫu ra cho mọi người xem nhé. Giá của mẫu chữ K này là 160.000 nha mọi người. Nhìn rất là đẹp nha mọi người. Đây, phía dưới này nó thiết kế cho nó lướt, cho nó lướt trên mặt nước, và phía sau nó kéo thôi, và có chì và có thiết kế chống vướng đầy đủ hết cho mọi người. Mẫu này khá là đẹp cho mọi người, mấy cái hình trên này chỉ có một hình này thôi, nhưng mà màu đỏ, hình đậm với hình nhạt thôi. Ok, mẫu chữ K này giá 160 nha mọi người. Và mẫu chữ K này thì giống nhau hết, nhưng mà màu hơi đậm với hơi nhạt không chút xíu thôi, cái màu thiết kế của nó. Dòng này lưỡi thì cực kỳ sắc nha mọi người. Đây,
Ok. Và tiếp theo là cái mẫu Megabara nha mọi người. Mẫu này thì nhái mềm, nhái bằng nhựa, không phải là gỗ nha mọi người. Và giá mẫu này là 130.000. Chưa tính phí ship cho người. Nếu mà mọi người lấy hai con thì bên shop sẽ miễn phí ship cho mọi người. Và mẫu này thì nó có nhiều màu khác nhau. Đây hai cái màu nó khác nhau. Và này thì màu đen, màu trắng. Màu này vừa màu đỏ mà vừa màu màu đen nữa, làm con cá hay giống con gì mình cũng chẳng biết. Đây nó có thêm cái màu này và màu vàng lưng sọc sọc. Tất cả đều giá 130k nha mọi người. Nếu mọi người lấy hai con thì miễn phí ship, một con thì mọi người chịu phí ship giúp mình á. Ok, hiện tại thì có được 5 mẫu mới nha mọi người, còn những mẫu cũ thì vẫn như cũ cho mọi người. Còn hiện tại về thêm 5 mẫu mới cho mọi người tham khảo thêm. Ok, bây giờ là sẽ lấy ra 5 mẫu của 5 loại và cập nhật lại giá cho mọi người nhé. Một mẫu, hai mẫu, ba mẫu, bốn mẫu và một loại nhái gỗ. Ok, hiện tại là có 5 mẫu mới nha mọi người, bốn thôi. Mẫu này là mẫu cũ, mẫu này là mẫu cũ đã giới thiệu cho mọi người rồi, giá nó 120. Mẫu mới loại này giá của nó là 140 nha mọi người. Và mẫu retong này giá của nó là 140 luôn. Mẫu này giá của nó là 130. Mẫu gỗ chữ K này giá 160. Ok, mọi người chọn mẫu nào thì liên hệ bên shop nha mọi người, liên hệ với shop rạng với chi tiết thông tin ở góc trái ở màn hình này, số điện thoại, hotline hoặc là Zalo, nhắn tin hoặc là comment lại phía dưới video này thì bên rạng sẽ trả lời cho mọi người và lấy thông tin để ship hàng đến tận tay mọi người. Còn rạng ship một con như vậy á thì phí ship khoảng 30.000 nha mọi người toàn quốc. Nếu mọi người lấy hai con thì mình đang miễn phí ship cho mọi người. Và mình đang gửi hàng theo việc theo post á, mọi người cho địa chỉ chính xác thì bên Viettel Post họ sẽ liên hệ với mọi người và giao đến tận nhà cho mọi người luôn. Ok, mọi người đặt hàng thì liên hệ shop giúp Rạng nhé. Hoặc là comment lại phía dưới giúp Rạng thì bên Rạng sẽ liên hệ lại với mọi người để tư vấn thêm hoặc là lấy thông tin đặt hàng. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Mọi người nhớ like, chia sẻ và subscribe đăng ký kênh nha mọi người. Mọi người đăng ký kênh thì gần có mẫu mới nào về thì sắp lên thì YouTube nó sẽ thông báo cho mọi người. Mọi người sẽ vào xem cho tiện. Ok, cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau.